Xin chào cả nhà, nãy mới mới giờ post lên là mình sẽ livestream đó. Chào buổi sáng bên Việt Nam nhá, chào buổi tối bên Canada. Bây giờ là giờ người ta ngủ, là giờ mới ăn các bạn. Bây giờ là 9:40 các bạn, buổi tối. Hello, chờ xíu để mình mở thêm cái phone này để mình coi nhá, tại cái phone cái kia mình để xa quá mình coi không thấy, mà nó để gần thì nó lại không có thấy hết. Để mình mở thêm cái này để mà mình có thể đọc comment của các bạn. Hello hello, xin chào, happy new year nha. Ủa sao bên này nó không có hiện lên các bạn ơi, nó không có hiện giống như cái kia là nó hiện lên tên của các bạn mà. Javi đi xuống con. No, Javi đi xuống. Trời ơi, nó thấy ăn nó cũng đi ăn các bạn ơi, nó lì dễ sợ luôn. Hello Maya Phú, hello Lê Oanh. Hello Phương Mui. Hello, xin chào các bạn á. Đây bữa nay mình có chuẩn bị sẵn một cái ly rồi. Chevy, trời ơi, Chevy lì quá con, đi xuống. Xuống à. Trời ơi, nó đi cả cái phone luôn. Nó đi chơi ngay đây, nó cả cái mặt nó ngay cái phone luôn, đi xuống con. Lì dễ sợ luôn. Đó, thấy chưa các bạn, livestream là vậy đó các bạn. Nên nhiều khi có accident tùm lum hết trơn luôn. Hôm nay sẽ kẹp tóc trước khi ăn cho nó gọn. Hello Mai Anh, hello Mai Gia Phú, hello Hoàng. Trời ơi, như mắt mê còn đeo kiến rồi các bạn ơi. Mê để phone nghe đây, mê cũng không thấy rõ nữa. Đây. Ăn ớt là uống cái này nó đã lắm luôn các bạn. Ớt, nhất là ớt mà ăn với lại tiêu á, nó cay mà nó nóng các bạn. Khi mà uống cái này trời ơi nó đã thôi rồi. Các bạn có thấy rõ không? Để mình chỉnh lại chút xíu, hồi nãy bị che vậy nó cà cái mặt nó vô. Hy vọng là không sao. Hello. Bây giờ mình sẽ đeo cái này tại cái này nó đau quá các bạn ơi. Với lại nó hay bị gãy móng tay lắm luôn. Mình đeo cái bao tay luôn cho nó đỡ đau. Ăn mà làm giống như là định làm cái gì vậy đó. Ở đây thì mình có ớt nè các bạn. Ớt nó dài thôi rồi. Quá trời dài luôn. Ở đây thì hôm nay có mấy lá chanh nữa nè. Mấy lá chanh có gì mình bóp vô mình ăn thử, không có cần ớt nữa. Ở đây thì nước mắm thần thánh đây, rất là nhiều ớt luôn. Đó. Okay. Qua ngồi ăn nè. Em đang livestream hả? Nó là chi mà không quay pin hả? Dạ. Bạn quay sẽ chơi cái này, em đang livestream á. Giống ăn cổ kèm. Okay. Anh ăn cái này trước. Ăn kèm ăn kia luôn. Anh cũng đang giống các bạn các bạn. Là muốn ăn cái càng liền luôn. Bài. Bệnh này. Bài càng. Nó giòn, nó ngọt các bạn, đã lắm luôn. Ở đây thì mới có chuẩn bị sẵn cái kéo nè. Con này mới mua là khoảng hơn 6 pound các bạn, gần 7 pound. Là khoảng 400, hơn 400 chút xíu. Nên thành ra hả, rất là mắc các bạn. Thì tính ra là nó hơi cao. Tại vì nếu mà mình nhập nhiều á thì nó sẽ rẻ hơn. Còn cái này là Mri chỉ mua về để mà Mri ăn thôi các bạn, chứ không phải là Mri nhập.
Nhưng mà mi giống như là nhập bên Việt Nam á thì nhập nhập nhiều á thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn mà mua lẻ thì mi mua cũng giống như giá giống như các bạn thôi các bạn, không có rẻ hơn bao nhiêu hết trơn á. Nên thành ra hả, các bạn nào mà muốn ăn thử thì thì chịu bỏ là bỏ tiền ra từng đó giống như mi vậy đó, chứ không có cách nào rẻ hơn được các bạn. Đồng đá thôi mi tìm cũng 40 mấy các bạn là cua đông đá. Còn cái này là nó còn bơi bơi luôn nè. Bây giờ mà nó còn bơi là thôi rồi, chắc là mới chạy mất dép. Rồi ớt ngon lắm các bạn. Bây giờ mới sẽ bóc cái mai nó ra đó. Mai nó thì mềm các bạn, nhìn thì có vẻ nó như là cứng nhưng mà thật ra nó không mềm. Lâu quá không ăn không biết mở kiểu nào luôn. Đây, phải mở từ cái đây nè. Ôi trời ơi các bạn ơi, quá trời nè. Cái này là giống như là cái huyết của nó đó các bạn, là của cua hoàng tôm hùm á, nó cũng nhiều rồi đó. Cái này thì ăn nó có vị mặn mặn. Ôi các bạn ơi, bằng cái bàn mặt của mèo này luôn á, bự hơn luôn á. Chả bá lửa luôn. Giờ mình sẽ kiếm chỗ nào để cho nó đẹp ở đây nè. Mời đây đi. Đó. Đây là bên trong của nó đây các bạn. Thì cái này là bỏ nè, cái này là cắt bỏ nè. Đây mới có để rổ ở đây luôn, chuẩn bị sẵn hết các bạn. Cái này nè, mới không biết kêu cái này là cái gì các bạn, cái này kêu cái gì đâu. Chị sao không kêu tên em vậy? Xa quá không thấy các bạn, xa quá các bạn thông cảm nhé. Cái này kêu cái gì các bạn? Mới không biết cái này kêu cái gì. Cái này nếu mà là còn sống á, lấy ra rất là khó luôn các bạn, nó rất là chắc luôn. Nhưng mà khi mà nó chín rồi thì rất là dễ lấy ra. Ôi trời ơi, cái này ăn được nha các bạn, cái này giống như là huyết của nó vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy cái này ra để mà mình coi bên trong của nó. Đây, cái này là cái miếng bên trong của nó còn có cái màu đỏ đỏ giống như là bảo vệ nữa nè. Để coi bên trong nó. Ui, cái này là cái gạch của nó. Nhưng mà không phải ai cũng thích cái này đâu. Mi thì riêng tôm thì Mi rất là thích, Mi sẽ ăn thử nhé. Rất là béo các bạn. Cái này nó không hề cứng, các bạn nhìn nó cứng cáp vậy thôi nhưng mà nó lại rất là mềm luôn, rất là dễ luôn. Đây, mình sẽ bẻ cái này ra. Quá trời thật luôn. Trời ơi các bạn ơi. Mình nói thiệt á, nếu như các bạn chưa có ăn thử con còn sống á, thử đi. Nó khác hoàn toàn với con đông đá luôn á. Con đông đá thì nó sẽ có bị mặn mặn hơn xíu các bạn. Đây, ở trong này cũng có thịt nhưng mà một hồi nữa đi. Kiếm cái nào mà ngon ngon trước đi. Không có ra. Mình sẽ lấy cái kéo này cắt nào. Trời ơi nó ngọt thôi rồi các bạn ơi. Cái kéo này bự quá nó không có vừa. Hello, hello, xin chào các bạn nhé. Các bạn thông cảm nhé, trời ơi, lo ăn không thấy đường nào mòn. Đúng ra là phải có ông xã của mình ngồi sẽ hay với các bạn. Trời ơi, cái thịt nó ngọt thôi rồi các bạn ơi. Mình nói thiệt là trong tất cả các loại hải sản mà mình ăn á, cái thịt cua hoàng đế là ngọt nhất luôn.
tôm hùm á thì nó sẽ không có ngọt bằng cua hoàng đế, nhưng mà cái thịt nó giòn giòn á, bằng khi mình nhai á nó sực 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 nhưng mà ngọt thì là cua hoàng đế là ngọt nhất rồi. Hồi trưa mình định làm video ăn lắm mà quay video chứ không phải livestream, nhưng mà mình cũng muốn coi coi là nó sẽ sống bao lâu nghĩa là để trong thùng á nó mới vừa chết rồi các bạn, tính ra là nó sống rất là lâu luôn, từ lúc mà lấy ra khỏi cái hồ bơi của nó lấy ra cái hồ mà nó đi tắm bikini đó. Nó cũng sực sực các bạn, nó cũng nhòn nhòn ngọt ngọt, nhưng mà tôm thì nó sực sực hơn tôm hùm á. Nói chung là mỗi cái nó có cái ngon khác nhau các bạn. Ai mời các bạn nhé. Wow, chấm miếng này. Wow, cái này á nó ngọt ngọt không ạ, nó có chút xíu cái vị mặn nữa, không phải là không có nhưng mà nó chút xíu mà. Cái đó là bọc đài của nó nha. Hello Thanh Mai, ăn mừng Tết. Tết có đi đâu không hả? Không, bên này thì không có Tết gì hết trơn á. Vừa rồi chỉ có cúng thôi, mê cũng ông Trạm mê mua nguyên con heo bự cho bá lửa xong rồi cúng. Chứ bên này thì không có Tết các bạn. Không có tổ chức thì trước Tết, tuần trước là mê có đi hội chợ Tết á. Mê sẽ bóp miếng chanh á. Wow, trời ơi. Bởi vậy lúc nãy mở cửa không mở. Giờ qua đi. Ở nhà có cua đinh thành ra không dám mở. Chị Phượng. Cái này nó không ra ta. Đợt trước mình có ăn một lần rồi các bạn, có làm video ăn con này một lần rồi, ăn con tươi á, còn con đông đá thì mới ăn nhiều rồi. Wow. Cái này á mình nghĩ ăn với tương ớt chắc cũng ngon đó, tại vì nó rất là ngọt, còn bóp thêm miếng này nữa là đã luôn á, nhưng mà chỉ có thiếu ớt thôi, không còn chấm luôn. Đầu năm ăn cua các bạn ơi, không biết là sẽ ăn cua nguyên năm hay là sạc nghiệp nguyên năm đấy. Mê là một người khá là lì các bạn, khá là lều, những kiểu lều. Hồi nãy các bạn nhiều khi các bạn nghĩ thì nghĩ là chắc là mê có tiền nữa mới ăn vậy, nhưng mà thật ra mê cũng nghèo giống gì luôn. Nhưng mà quan điểm của mê đó là sống ngày nào thoải mái ngày đó các bạn. Tiền thì lúc nào cũng cần, tiết kiệm thì lúc nào cũng cần thiết, nhưng mà nhiều khi tiết kiệm hoài có tới lúc một lúc nào đó mình lại không có xài được. Mình có thấy ở đây á, nhiều người lớn lắm ạ. Nhiều người lớn ở đây các bạn biết, họ ở đây thì họ sẽ có tiền đúng không? Ở nước ngoài họ sẽ có tiền. Nhưng mà hồi giống như là hồi trước á, họ cũng tiết kiệm tiền để dành tiền này kia, tới lúc lớn á họ có nhiều tiền lắm các bạn, nhưng mà muốn xài cũng không được, đâu có đi ra ngoài được đâu.
nên Mary với ông xã Mary có một cái giống nhau đó là sống, nghĩa là sống thoải mái bữa nay ngày mai không cần biết sao. Nhiều lúc á mình thấy tiết kiệm hoài á cũng không có dư được bao nhiêu hết á các bạn. Nên thành ra mình thôi thả ga luôn đi. Có cái là ăn thả cửa luôn các bạn. Nhưng mà có người gõ cửa không mở thì thôi. Trời ơi, cái con này thật ra mới ăn một mình đó. Chắc là không hết nhưng mà cũng gần đó. Nếu mà mới ăn từ từ là hết đó các bạn. Có bạn nào ăn chút xíu mới ship luôn nhá. Wow, trời ơi. Bây giờ là Mary đang ăn rất là thoải mái các bạn. Nghĩa là Mary không có làm màu làm mè đâu. Mary ăn một mình Mary cũng vậy. Chỉ có điều là ăn một mình Mary không có nói nhiều thôi. Còn ăn mà ăn chung với các bạn vậy nè thì nói nhiều thôi. Nhưng mà Mary có một cái ngược đó là ở ngoài đời á, ở ngoài thật á là Mary rất là ít nói mà không biết nói chuyện. Nên hả? Nếu mà các bạn lần đầu tiên gặp Mary á thì chắc là các bạn sẽ nghĩ là Mary chảnh. Nhưng mà thật sự Mary không biết nói chuyện các bạn. Bẻ cái này mà cái càng nó ra đây. Cái càng thì một bên to một bên nhỏ. Cái càng của nó rất là mạnh luôn các bạn. Cái càng của nó đập á. Một bên của nó, một bên thì nhỏ nè. Chấm miếng nè. Hay các bạn ơi, ăn cái này hả? Chảy nước mắt, nước mũi. Quên, tự nhiên bây giờ mới đi để vô thùng luôn. Miếng này nó đã lắm rồi. Wow. Nó cay cay, nóng nóng các bạn tiêu á. Nó nóng. Xong rồi uống cái miếng này á. Trời ơi, nó đã. Có rất là nhiều các bạn á, tưởng là mình đi làm bên dịch vụ các bạn. Nhưng mà không phải, mình không phải làm bên dịch vụ vận chuyển. Cái này là trứng của nó. Bên trong của nó thì nhìn có vẻ rất là dơ các bạn, nếu không biết là cái gì em mới bới ra thôi à. Nhìn dơ lắm các bạn. Cái này mình sẽ để lại. Nhưng mà mình không phải là làm dịch vụ các bạn ơi. Mình nghĩa là mình bán cua. Các bạn nào mà order thì mình đa số là khách của mình là rất là nhiều khách ở nước ngoài luôn. Các bạn order thì mới ship qua nhà của các bạn luôn. Nhưng mà tùy theo chỗ mà, không phải chỗ nào cũng ship tận nhà được. Mình sẽ ship tới sân bay hoặc là tới bến xe nào mà gần nhà của các bạn á. Xong rồi các bạn qua lấy. Đó, các bạn thấy không? Chút xíu gần hết rồi đó. Đâu mà miếng chanh đâu à? Bớt miếng chanh rồi đây nè. Cắn miếng ớt nè. Hello Sa Thảo. Hello chị Helena. Hello chị Thanh Huyền. Mình để cái phone ở đây không ạ? Tại cái phone này mình để xa quá, mình đọc không thấy. Gần đeo kiếm rồi mà lì không chịu đeo chắc. Ừ.
đổ mồ hôi các bạn. Ớt hả? Mình làm rất là nhiều ớt không các bạn? Các bạn thấy mình chấm không có nhiều nhưng mà nó cay lắm, nó cay ớt với lại tiêu. Hello Mỹ Sarah, hello Quỳnh Diệu Ý. Rất là dễ lấy ra các bạn. Ăn cái này xong chắc là mê khỏi ngủ luôn các bạn đó. Nhưng mà có một cái các bạn, ăn hải sản không có mập đâu. Ăn cơm mới mập các bạn, ăn cơm hoặc là ăn mấy món nào khác mới mập, ăn hải sản không có mập đâu. Nhiều khi mình còn ăn hải sản giống như là xả mà, cái đó xả. Bóp miếng chanh nó đã luôn á. Có thể bẻ bằng tay được không các bạn, nó không có cứng đâu. Nhưng mà cái này thì có vẻ giống như là nó kiểu hơi dai á, nó mỏng các bạn chứ không có dày. Hãy mình sẽ chấm miếng ớt nè. Mời các bạn á. Mình mới ở một cái rồi. Ăn cái này không biết nói gì chứ có biết ư ư. Giờ mình sẽ thử cắt ngay đây coi kéo ra được không. Cái kéo này của Mary nó hơi bự các bạn. Bình thường mình hay cắt cái kéo mà nó nhọn ngay cái đầu á. Cái này Mary lấy đại. Không có ra rồi. Nè các bạn coi cái thịt của nó. Ăn mấy một bên của nó rồi đó. Đây là một bên của nó nè. Mi thật sự rất là thích livestream các bạn. Thích nói chuyện á. Nếu mà làm video với lại livestream thì mình sẽ thích livestream hơn. Nhưng khi mình làm video á, nó chỉ một mình đó các bạn. Với lại á, tại mình hay làm video trễ, khoảng bình thường là khoảng 3-4 giờ các bạn, 3 giờ. Hoặc là sau khi đón hai đứa đi học, giờ đó thì các bạn ngủ hết rồi. Nhưng mà thật sự mình thích livestream hơn là làm video. Nói chuyện á, trực tiếp không? Nhưng mà thời gian của mình á, buổi sáng là mình rất là bận luôn. Buổi sáng sớm tức là mình sẽ lo cơm, lo đồ ăn để mình đem đi học cho hai đứa. Sau đó thì đưa hai đứa đi học xong á thì mình dành thời gian để mà trả lời tin nhắn của các bạn. Nhiều khi tại ban ngày bên Việt Nam, buổi tối bên này á, nhiều khi ban ngày các bạn rảnh các bạn nhắn cho Mary á, thì bình thường là buổi sáng mình hay check cái tin nhắn.
Bây giờ bạn của Mary mới giờ mở tiệm nail, các bạn gần nhà Mary nên thành ra bạn Mary cũng kêu Mary đi qua mà đã coi luôn, tại chị cũng chưa có thợ. Nhưng hồi trước các bạn biết Mary cũng làm nail á, nên thành ra bây giờ Mary cũng đi qua tiệm của bạn của Mary luôn, nên nhiều khi Mary bận. Mà được cái là ngay gần nhà các bạn nên thành ra tiện lắm. Nhiều khi mới đi xong rồi mới đi về rước hai đứa anh sao đó. Mới chỉ ở đó khi mà chị cần thôi chứ không có phải là ở đó nguyên ngày hay là dành nhiều thời gian ở trong tiệm nail của chị. Mình không hề biết là cái chị bạn của mình mở tiệm nail ngay gần nhà mình luôn á. Hồi trước á chị phone phone Mary hoài à, mà Mary không bắt phone. Xong rồi mới gần đây thì Mary mới nói chuyện lại chứ không phải là hai chị em có chuyện gì đâu, nhưng mà hồi trước á không có liên lạc thôi, không có liên lạc nhiều thôi. Muốn no rồi các bạn. Ui chà chà ngon quá. Đăng YouTube với Mary ơi. Cái video này mình sẽ chắc là mình sẽ đăng bên YouTube cho các bạn ở bên YouTube xem nữa. YouTube với lại Facebook á thì mình thích Facebook hơn mà. Tại vì mình có thể tương tác hoặc là giống như là các bạn có thể qua tường Mary chẳng hạn, hoặc là like, share, comment đúng không? Các bạn thấy cuộc sống của Mary hàng ngày giống như là mình đăng mấy cái hình hoặc này kia đó. Thì Mary cũng vậy luôn, Mary cũng qua giống như là qua Facebook của các bạn hoặc là thấy hoạt động của các bạn mỗi ngày á, Mary rất là thích Facebook hơn là YouTube. Nhưng mà có một cái á là mình hay làm video á là mình đăng bên YouTube các bạn, tại vì bên YouTube thì mình có thể kiếm tiền được, cái này là mình nói thiệt luôn. Còn bên Facebook thì mình không có kiếm tiền được các bạn, nó chỉ vui thôi, nói chuyện các bạn vui vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói thích á thì mình thích Facebook hơn rất là nhiều, tại vì bên YouTube á chỉ có các bạn coi mình về thôi chứ mình không có thấy các bạn, không biết các bạn, giống gần như là không biết các bạn là ai luôn á. Nhất là các bạn cũng có kênh, cũng subscribe cho Mary nhưng mà các bạn không có để hình, không có để video gì hết trơn á, nên thành ra Mary không biết các bạn. Nhưng mà bên Facebook thì khác, các bạn có thể đăng giống như là cuộc sống hàng ngày, đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ đẹp thì Mary sẽ biết các bạn nhiều hơn, nên thành ra Mary thì mê Facebook hơn rất là nhiều so với YouTube. Nhưng mà Facebook lại không có tiền. Ôi trời ơi, mình ở cái thật ra cái YouTube á mà đó giờ mình không có định làm, mình không hề biết là làm YouTube có tiền luôn á, nó cũng là tình cờ thôi. Cái video mà đầu tiên mà được các bạn quan tâm á, biết đến video kênh của Mary á, đó là cái video ăn tôm hùm các bạn. Nên thành ra từ sau cái đó Mary ăn tôm hùm hoặc là các loại hải sản rất là nhiều luôn, và Mary luôn tìm cách để mà kinh doanh các loại hải sản các bạn. Cái này là Mary nói thiệt luôn. Nhưng mà để mà tìm á nó không có dễ, nhất là ở nước ngoài á nó khó lắm các bạn. Để mà nhập vô đây rất là khó luôn. Nên hả, nếu mà hàng mà đã nhập vô Canada rồi á thì các bạn yên tâm ăn uống thả ga. Tất nhiên là sẽ có những cái mặt hàng mà giống như là có thể là nó đi vô lậu này kia thì cái đó là mình không biết các bạn, nhưng mà chắc chắn là có. Còn bình thường thì nó không có dễ đâu các bạn. Nếu như mà các bạn xếp hàng qua đây á thì họ sẽ check rất là kỹ, họ thấy không có cái gì trong đó thì mới được.
chứ không là hàng nó sẽ bị trả về hoặc là dục, chứ không có không có vô được Canada. Thì mới nghĩ Mỹ cũng vậy. Ông hồi luôn. Hồi trước đợt vừa rồi mùa hè đó, tháng 10 chứ không hẳn là mùa hè đâu, là gần mùa thu rồi, thì mới có qua bên Halifax. Halifax thì cái đợt đó mới qua bên đó thì mới muốn tìm giống như là đầu mối để mà làm ăn hết ạ. Nhưng mà mới vẫn kiếm không được. Các bạn thấy không, từ lúc mà mình làm video á, làm YouTube tới bây giờ là khoảng 2 năm rồi, hơn 2 năm rồi các bạn. Thì bây giờ mới tìm được cái đầu mối để mà mình làm ăn, nghĩa là để mà buôn bán tất cả các loại hải sản mà mình thích. Có rất là nhiều người thì hỏi mình là tại sao mình không có kinh doanh các mặt hàng khác, ví dụ như là quần áo hoặc là sản phẩm làm đẹp hay này kia đó. Thì đối với Mary thì cái nào mà kiếm tiền nhiều thì là tốt. Đúng không? Tiền là gần như là cái nào mà kiếm được tiền là thì mình sẽ thử. Nhưng mà cái mà mình thích nhất đó là hải sản các bạn. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì á, nếu mà My giống như là My mà kinh doanh cái mặt hàng khác á, là My cần phải quảng cáo, đúng không? Cần phải quảng cáo. Các bạn có biết là có nhiều người họ kinh doanh giống như là quần áo hoặc là các sản phẩm khác á, là họ sẽ phải tốn tiền hoặc là thời gian rất là lâu để mà người khác biết đến họ, hoặc là để mà quảng cáo á, thì tốn tiền rất là nhiều luôn. Nhưng mà riêng bản thân của Mary á, thì nếu mà My mà, trời ơi nói chuyện không ra hơi luôn các bạn ơi, nếu mà My mà kinh doanh các loại mặt hàng này á, thì sẵn tại vì tất cả các video của Mary hoặc là các bạn biết Mary là gần như là biết từ cái video hải sản các bạn, nên thành ra My không cần tốn tiền quảng cáo, đúng không? Có sẵn hả? Nó cũng là một cái tiết kiệm cho Mary, nên thành ra My tìm kiếm rất là lâu luôn. Đúng không? Ăn không? Nước nè. Nước hay là nước gì? Nước ngọt. Đó các bạn, nhà Mary Hừng, ông xã Mary thì không có ăn mấy cái này đâu các bạn. Chè cũng vậy luôn. Ăn cái nó đã các bạn ơi. Nó giòn giòn. Đến nay sợ. Dạ hai đứa ngủ thôi. Hai đứa mắm của mình là rất là dễ các bạn, thật sự rất là dễ, rất là ngoan luôn. Nhất là My thật sự rất là nể Tammy các bạn. Tammy là đứa lớn của Mary á. Là lúc mà My sanh đứa út là Tammy mới có 2 tuổi. Các bạn ơi, các bạn thông cảm nha, nhiều khi livestream vậy đó, nói chuyện từ chỗ này xong nhảy qua chỗ kia tùm lum hết trơn á, nó không có đầu không có đuôi gì hết, nên các bạn thông cảm nha. Bây giờ là nhảy qua chuyện con cái tiếp. Là lúc mà My mới sanh á, là Tammy mới có 2 tuổi các bạn. Nhưng mà nó rất là thương em, nó giúp Mary nhiều lắm luôn các bạn. Mặc dù là 2 tuổi nhưng mà nó giúp Mary giống như là thấy mà cho uống sữa, cho em uống sữa là nó ngồi ngay bên cạnh, nó cầm cái chai sữa cho em uống. Sau đó thì Mary cũng tập cho Thiana, là tính ra Thiana là mấy tháng là Mary cho tập cho nó cầm cái chai sữa rồi các bạn. Lúc đầu là Mary để cái gối hai bên thôi, để hai bên hoặc là tìm cách nào đó để mà mình không có cầm. Nên thằng Tatiana á, đứa út của mình á, là rất là tiện luôn. Còn Tammy thì tính ra là tại vì con đầu mà vừa học nên thằng Tatiana nó khó khăn hơn với Mary. Nhưng mà Mary rất là nể Tammy, là nó thương em lắm luôn các bạn. Bình thường ở nhà á, nếu mà thấy Mary đang làm video giống vậy nè, hoặc là livestream, hoặc là đang ngủ, là Tammy sẽ không có bao giờ đi ra mà làm phiền mẹ đâu. Không cần biết là nó đói hay là nó gì cũng vậy các bạn, là nó sẽ không có làm phiền. Nó sẽ tự kiếm đồ ăn hay sao đó, kiếm mấy cái đồ chip này kia, snack á, nó ăn thôi. Xong rồi á, nó sẽ chăm sóc em của nó luôn các bạn. Nếu mà không có Mary hoặc là Mary ngủ á, là có thể á, bình thường á, là hai đứa có thể là sẽ cãi nhau hoặc là giành nhau đồ chơi tùm lum hết. Nhưng mà nếu mà lúc mà My ngủ á, là gần như là em út mà muốn cái gì là cái chị á, chị lớn hay là
chiều hết tới bến luôn các bạn. Thiệt luôn á. Nhiều khi mình hai đứa hay chơi trong phòng á, mình thì nhiều khi làm việc ở ngoài phòng khách, thì khi mà nghe hai đứa chạy ra thì mình giả ngủ, mà giả ngủ coi coi là nó sẽ làm gì á. Khi mà đi ra là thấy mình ngủ cái là bình thường á, đứa Út nó muốn uống nước nó sẽ tự lấy ly xong rồi nó rót, rót vô ly xong rồi nó uống, nó cất lại nó tự làm được hết luôn. Nhưng mà đêm mà Mary ngủ á thì mấy cái đó lại là tha mình làm hết cho em đó. Mà Mary không hề, giống như là Mary không có phải là Mary bắt nó làm đâu, mà là nó tự nguyện nó làm, tự làm chăm sóc cho em của nó luôn á. Nên thành ra có một cái Mary rất là nể Tammy luôn. Tại Mary cũng là một người chị hai nhưng mà Mary không có tốt giống như Tammy đâu. Em gái của Mary vẫn còn nhớ cái đợt lúc mà còn nhỏ, Mary nắm cái tóc của em gái của Mary, tới giờ em gái Mary vẫn còn nhớ luôn á. Ủa kênh mới hả mọi người? Ủa kênh mới là sao? Cái này là bên Facebook mà. Kênh thì hai kênh, giống như làm hai kênh, một kênh thì vẫn bình thường, làm bình thường nhưng mà lâu lâu mới ra video thôi. Các bạn biết sao không, nhiều khi á, làm cái video á, thật sự là cũng phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều luôn, nhưng mà nhiều khi mình bỏ công rất là nhiều nhưng mà cái kết quả nó lại không có cơ mà. Cái này là thiệt luôn. Nhiều khi hả, bỏ tiền nè, phải suy nghĩ là hôm nay sẽ làm video gì, ăn gì, nói chung là cái đó cũng phải suy nghĩ các bạn, không phải là tự nhiên nó ra đâu. Tại cũng phải đi chợ nữa, xong rồi cái món này bây giờ mình phải làm với cái gì nè, cái món này mình làm với cái gì á. Nhiều khi nó cũng bị áp lực lắm, xong rồi làm video nhiều khi á cũng bị chửi không có lý do nữa các bạn. Nhiều khi các bạn chửi mê mà ví dụ như là mình nói sai hoặc là mình ăn dơ này kia á thì mình không sao hết các bạn, thì cái đó là giống như là Mary có lỗi hoặc là Mary làm không đúng thì cái đó không sao. Nhưng mà nhiều khi á, video của Mary mới vậy đăng chưa đầy một phút xong rồi vô chửi rồi các bạn, thì cái này là các bạn biết là kiểu như là không cần biết là mình tốt hay xấu, mình nói gì trong video đó không cần biết luôn, cứ vô chửi chửi trước. Vậy thôi là thật sự có thời gian Mary làm YouTube Mary bị áp lực luôn các bạn, áp lực tại bị chửi nè, với lại áp lực về làm cắt đồ ăn, xong rồi nhiều khi làm không có các bạn coi nhiều á, đó cũng là một cái rất là nản cho cái người làm YouTube các bạn. Giống như là mình thấy mình bỏ cái công sức của mình nhiều quá xong rồi lại không có được ủng hộ giống kiểu vậy đó. Nên thành ra bây giờ á thì kênh YouTube của mình vẫn làm các bạn chứ không có bỏ, nó nhiều quá thở không kịp luôn các bạn. Mình không có bỏ nhưng mà có điều là Mary sẽ lâu lâu đăng, nhưng mà Mary muốn cái giống như là cái người của Mary nó thoải mái các bạn. Nghĩa là mỗi lần mà Mary ra video á là các bạn coi cũng thoải mái mà Mary cũng thoải mái luôn. Tại vì có nhiều một thời gian hồi nãy Mary nói đó là thật sự Mary cố gắng để mà ra đều video của các bạn nhưng mà bản thân của Mary không hề thoải mái luôn. Không hề thoải mái lại bỏ công nhiều nè. Bỏ công nhiều xong rồi phải suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Mary sẽ lấy cái này ra. Trời ơi coi nè, quá trời luôn. Ăn no có các bạn ơi, ở ngoài luôn các bạn thông cảm hết. Cái loại này thì cái loại dài hơn là mấy cái loại kia các bạn. Cái ớt á thì có cái loại tròn tròn á, cái ớt chuông thì phải, kêu ớt chuông thì phải đó. Cái ớt đó thì không ngọt bằng cái ớt này các bạn. Cái ớt đó thì nó nhiều nước hơn, với lại nó có vị chua chua hơn. Nhưng mà cái ớt này thì nó lại rất là ngọt luôn. Ơi cho các bạn coi nè, bên trong của nó trống. Không có hột, hột rất là ít hả. Em thích chị lắm, nói chuyện dễ thương vô cùng. Thank you em, cố gắng lên cô ơi, rồi sẽ có người thành công. Cái YouTube á, thật sự các bạn biết đó, là ông xã của mình
không có ủng hộ các bạn, không có ủng hộ làm YouTube. Nhưng mà nói chung là anh thì nếu mà Mary muốn làm á thì giống như là đó là cái niềm vui của Mary và tự do của Mary. Nhưng mà để mà ủng hộ 100% để mà anh giúp em làm cái này giúp em làm cái kia giống như là ủng hộ hai người làm chung á thì không các bạn, anh thì không, nên thành ra nhiều lúc Mary rất là ngại quay phim. Quay phim tại vì cái người không thích á nó khác lắm các bạn, cái người mà giống như ông xã Mary là không thích quay phim nè, không thích chụp hình nè đó, nhiều khi đi ra ngoài đường mình đi chơi hay gì đó xong rồi mình mới giờ lấy cái phone định quay thôi làm gì cứ quay hoài à. Nói một câu này là mình cũng mất hứng rồi. Đó nên là nam mê đi 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 chơi thì mê ít khi quay các bạn. Nếu mà mê đi quay ở ngoài bình thường là mê sẽ có các bạn quay cho mê là Long với lại Khanh á với lại Thái Anh, ba người thì ba chị em quay chung thì không sao, thoải mái quay kiểu nào cũng được. Nhưng mà nếu mà đi chơi với gia đình á thì mê ít khi nào quay phim lắm các bạn. Cái này không có hột nhưng mà Mri lại có cái thói quen là Mri gỡ ra cái này nè. Thích ăn nó sạch luôn á. Chơi thử một bên càng không? Nhưng mà nó cứng quá không biết có nổi không, cắt nổi không. Cái càng lớn nè bằng ba cái ngón tay của người luôn, đau các bạn ơi, đeo bao tay nó đỡ đau không? Nên mình sẽ ăn thử cái thịt cái càng của nó, giống như là cái tôm hùm á, cái càng của nó ăn nó sẽ khác hơn chút xíu. Ôi da đau thiệt luôn. Đau mà có vừa đau giả nữa các bạn, đau thiệt luôn. Cái càng của nó là cái thịt nó chắc hơn. Thịt nó chắc hơn là cái mấy cái chân nó các bạn. Cái này là không nổi rồi đó. Được nè. Hello các bạn. Ôi, bữa nay được 169 người coi luôn ha. Chắc là bữa nay bữa với lại Tết á, phải không? Các bạn chắc còn nghỉ nhà phải không? Cái này là bẻ không nổi luôn á, bẻ đau quá. Đeo bao tay đỡ đau hơn các bạn. Bạn ơi, thật ra cái cuộc sống của Mary á tính ra là so với những gì mà Mary đã giống như là Mary hồi nhỏ Mary ước mơ á. Nghĩa là Mary muốn sau này á là thật sự là Mary quá sung sướng so với lại cái Mary muốn hồi nhỏ luôn các bạn. Tại các bạn biết cái chỗ Mary ở là rất là nghèo luôn, để mà có bữa cơm đủ gia đình á, đủ mỗi ngày á là một vấn đề rồi, là một cái hạnh phúc rồi. Nhưng mà mình cũng thấy mình rất là may mắn là mình bây giờ là đủ ăn đủ mặc các bạn, mình không có hy vọng là sẽ giàu sang giống như các bạn khác. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình tại sao mình lúc nào cũng giống như kiểu như là đầy năng lượng vui vẻ hết. Mình cũng có buồn các bạn, không phải lúc nào cũng vui đâu, nhưng mà có một cái là Mri rất là lì các bạn, Mri tự nói một mình các bạn, giống như là bị khùng vậy đó. Nhiều khi Mri giống như là Mri buồn á, Mri ngồi xong rồi ngồi đó buồn khóc làm gì làm á, xong rồi một hồi Mri tự suy nghĩ các bạn, Mri sẽ tự tự hỏi mình ủa tại sao mình lại phải buồn đó, tại sao mình lại phải khóc giống kiểu vậy đó, thôi tại sao mình lại phải làm vậy chứ, mình phải vui thôi. Giống như là mình tự nói cho mẹ mình vậy luôn. Nên hồi đang mới khóc rất là nhanh các bạn, rất là nhanh hết, không có bao giờ giận kiểu như là giận giận dai, không có dai. Cái này
cứng quá, cái càng của nó càng phụ. Cái này đẩy cái là nó ra nè. Cái này ăn Ri vẫn có thể ăn thêm hai cái chân nữa. Các bạn ơi, có một cái là lúc mà Ri, nói chung là Ri khi mà Ri kinh doanh này á, kinh doanh cua á, thì có rất là nhiều bạn hỏi chị ơi một con thì khoảng bao nhiêu người ăn. Mà hỏi thì thật sự là cái câu này hỏi nhầm người rồi các bạn. Tại vì nó tùy theo người, giống như Ri có thể ăn nguyên con các bạn, nhất là con mà nhỏ nhỏ hơn, cái này là Ri có thể chơi nguyên con. Nếu mà ăn cho no á, giống kiểu ăn cho no á. Còn nếu mà Ri không biết hỏi sao cho đúng nha, hỏi một con bao nhiêu người ăn thì Ri ăn một mình là hết. Các bạn ơi, bây giờ là gần 10 giờ rưỡi và gần một tiếng rồi nhờ. Ri make up này từ sáng sớm rồi mà. Sáng nào Ri cũng vậy, make up nghĩa là đánh răng rửa mặt xong rồi make up nữa. Nhưng mà Ri make up nhiều nữa là ra bây giờ quen rồi, nhanh tay rồi. Make up xong rồi lo cơm nước cho hai đứa, lo quần áo cho hai đứa. Sáng sớm là sáng nào cũng vậy hết. Nhưng mà các bạn coi, nó vẫn còn còn nguyên, với ông nó không có đi nhiều. Với lại cái son á, các bạn nào mà xài rồi thì các bạn biết rất là mê luôn. Mê cũng vậy luôn. Bây giờ là tính ra là hơn 12 tiếng rồi các bạn. Tại mỗi buổi sáng mê sẽ dậy khoảng 7 giờ sáng để mà đánh răng rửa mặt á, chuẩn bị đi học này kia là 7 giờ sáng. Bây giờ là 10 giờ rồi. Lát rất là lon luôn. Cái phấn mà Mi đang xài cũng rất là tốt luôn, nhưng mà Mi cũng thấy rất là nhiều bạn bán, mà rất là nhiều bạn khác bán mà nó rất là rẻ, nên là đa nhiều khi Mi cũng nhiều bạn hỏi á, thì các bạn hỏi mua ở đâu, thật sự Mi không biết phải chỉ các bạn mua ở đâu. Như là nó khó lắm các bạn, kinh doanh cái phấn á, nó khó. Cái là thậm chí các bạn biết không, Mary á, Mary xài cho cái mặt của Mary thôi, nhưng mà phải mua mới loại, mới nghĩa là một loại, nhưng mà phải mua mới màu để mà thử mới vừa ý của Mary các bạn. Cái này là nó xài cơm luôn. Cái này là nó vừa hơn các bạn, nghĩa là nó không có quá trắng hoặc là quá đen so với da của Mary, nó gần giống hơn. Nhưng mà mấy lần trước á, có khi nó trắng hơn hoặc là có khi nó đen hơn, nên có nhiều khi một cái video á mắc cười lắm. Các bạn cứ hỏi ủa sao Mary bữa nay Mary trắng quá vậy ta, hoặc là bữa nay đen quá vậy ta. Nhưng mà thật ra Mary không có thể nào mà đen hoặc là trắng trong vòng một ngày được. Tuy nhiên bữa nay đang trắng bóc rồi, ngày mai đen thùi lùi cũng không thể. Nhưng mà đen thùi lùi thì có thể nếu mà trời nắng mùa hè, đúng không? Nhưng mà mùa đông như này không có thể nào tự nhiên bây giờ đang trắng xong rồi ngày mai lại đen thùi lùi các bạn. Đó là tại vì cái phấn, nhiều khi Mi xài cái phấn mà không có hợp á, nó sẽ bị móc hoặc là nó sẽ không có hợp với da của Mi á, nhìn nó đen hơn hoặc là trắng hơn, chứ không phải là Mi trắng rồi đen tùy theo ngày đâu. Mi cũng không có giàu để mà làm tanning hoài đâu. Ráng ăn cho hết Mi vì trời ác quá ha. Livestream ăn cua các bạn, nhưng mà cuối cùng là mê ăn cái này, nó rất là đã luôn á, nó giòn giòn. Mê thì rất là mê cái nào mà giòn giòn á, ngọt ngọt, rất là nhiều nước. Cái này á, nhà Mê không có ai ăn đâu các bạn, cái này chỉ có Mê ăn thôi. Ông xã Mê là không có ăn giặt cơ. Cái này lấy ra rất là dễ.
Cái này chắc là bữa nào Mary sẽ ăn tiếp, chứ bữa nay Mary cũng ăn hết nổi. Các bạn Mary ăn cơm rồi, hồi nãy Mary ăn cơm, nếu mà Mary không ăn cơm là chắc là Mary sẽ chơi sạch luôn á. Còn cái càng nữa nè. Thôi các bạn ơi, chắc là Mary sẽ dừng ở đây rồi nha. Bữa nay livestream hơi bị dài đó. Bữa nào mà Mary rảnh á thì Mary sẽ livestream nói chuyện với các bạn tiếp á. Sự Mary rất là mê livestream luôn á. Mê luôn các bạn, thiệt luôn á. Rất là mê luôn. Mỗi lần nói chuyện á, các bạn biết ở nước ngoài á, trời ơi không có ai nói chuyện đâu. Mary cũng vậy. Nhiều khi nói chuyện mà chat này kia nó không có thoải mái bằng nói chuyện gì đâu. Nên hả, rất là mê nói chuyện, rất là mê livestream đó, giống như bị ghiền vậy đó. Giống như là bữa nay mà Mary livestream cái là ngày mai Mary lại muốn livestream nữa, ngày mốt Mary lại muốn livestream nữa các bạn. Nó giống như là bị cái gì vậy đó. Cái này là thiệt luôn. Nên hả, các bạn coi người nào mà Mary mà livestream cái là bữa sau Mary sẽ livestream tiếp à. Hoặc là sắp xếp, nhưng mà nói chung Mary cũng sẽ cố gắng sắp xếp các bạn. Tại vì á, giờ này bình thường là giờ giống như là bữa nay là hai đứa ngủ sớm hơn giờ bình thường. Hai đứa thì dễ chứ không cần phải đi kêu đi ngủ hay là bắt đi ngủ hay là ru hay là làm cái gì hết, ra tự đi ngủ. Nhưng mà nhiều khi livestream mà hai đứa chưa ngủ á, đi ra đi vô hoặc là nói chung là nó hơi hơi bất tiện á. Nên thành ra nó hơi khó khăn cho Mary livestream vào giờ khoảng giờ này. Đó, trễ hơn chút xíu thì Mary lại chuẩn bị đi ngủ. Thôi các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn nhé. Chúc các bạn năm mới phát tài đi, phát tài trước. Còn Mary thì chắc chắn là phát tướng rồi đó. Tài thì không biết nhưng mà phát tướng là chắc chắn rồi. Thôi chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Còn bạn nào mà ở nước ngoài á, thì chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.